Nhưng mà nó rẻ là bao nhiêu chị ạ? Ừ. 3 4 triệu đấy. Hả? Không mấy triệu? Em mua cái này là 7 triệu. Nếu cái này không mới là nó có thể là 15 triệu. Ừ. Mà cái này của nó mới thì được không? Em mua chỗ người quen à? Chỗ nào? Có nghĩa là em mua cái chỗ này là chỗ này em chuyên mua. Em chuyên mua hàng của cái thằng này luôn. Kể cả cái máy vàng này em là em cũng mua của nó. Uy tín luôn. Còn có uy tín, niềm tin. Có chuyên kiểu là nhập cái hàng của Nhật ấy. Cái máy này là máy của Nhật mà. Đấy Nhật hả? Vâng. Nhật bãi này. Nhưng mà bãi của nó cũng là những cái hàng mới, hàng xưa. Chị, còn chị cũng hay mua vậy luôn ạ. Chị mà mua chị cũng thích mua. Chứ mình đợi mua mới rất phí. Mới 15 triệu thì cả cái 7-8 triệu thì lại không ra gì. 7-8 triệu nó lọc tuy là nó mới thôi nhưng cái cấu hình của nó chị em mình dùng nó không nhanh được. Hai chị đi ăn một đúng đi. Về đi, em đi. Hôm qua em lên sẽ ăn thử các chị. Tưởng thấy còn để chờ em. Em đi. Thì em vừa mới ăn cái bánh mì xong vẫn chưa tiêu được. Cái này gửi rồi này. À, cái này em chụp ảnh gửi thôi. Chị đi thế nào là cái này là em gửi em chụp ảnh gửi cho khách rồi này. Thì ừ. Còn chụp ảnh chị này kết quả vừa rồi. Kết quả là đợt 1 đấy. Được. Không chị khoai thôi. Cái đợt đấy chị mới làm viện. Chị còn cái này thì Khả Long phải ngồi chụp thử cho chị hơn để chị phân loại của ai khách nào chị mới biết. Cái mình đâu còn không nắm được hết. Bảo các em mua 40 triệu thôi.